Thư giãn và tái tạo năng lượng bằng máy massage Dr. Hồ, cách sử dụng đơn giản như thế nào? Vâng, xin chào anh chị và các bạn ha. Hôm nay bác Thư sẽ sử dụng cái máy này dành cho bà con mình là dân văn phòng hay sử dụng ha. Cái máy này là máy đời 2023, mình xài pin pin sạc nha, 2.200.000, và cái mẫu này là xài pin thường 1.800.000. Thì cái mẫu này thì ông bà lớn tuổi hay sử dụng cho nó đơn giản, còn cái này thì các bạn trẻ hay sử dụng nè, tại vì nó đẹp thời trang và mình có nhiều chức năng chỉnh hơn. Rồi, cái máy mình thấy đơn giản như thế này ha. Mình sẽ có nút mode nè, chọn chức năng, thời gian đó. Bên trái mình cộng trừ thì mình điều khiển cái miếng hai miếng dán bên trái, cộng trừ bên phải mình điều khiển độc lập hai miếng dán bên phải. Cô chú ha, mình sẽ có 6 chức năng nha. Rồi, bên đây mình sẽ cấm một lần chúng ta sử dụng là hai miếng dán nha, hoặc là tối đa sử dụng được 4 miếng dán. Ví dụ mình sử dụng 2 hoặc 4 chứ mình không có sử dụng 1 và 3, tại đây là hai điện cực máy mới hoạt động được. Thì ở đây mình sẽ có 6 6 chức năng và thời gian. Rồi, bây giờ bác Thư sẽ mình sẽ sử dụng dán trên vai thử nha. Ví dụ mình muốn massage trên tay, trên lưng, hoặc là trên bắp đùi thì mình có thể sử dụng, và có miếng dán trên bàn chân nữa nha. Và lần này mình dán ở trên vai, hai bên vai. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn nút on, mình bật xuống ha. Rồi, rất là dễ sử dụng nè. Rồi mình sẽ chọn ví dụ bên trái, mình tăng bên trái mình đang sử dụng này. Còn nếu mình có thêm miếng dán bên phải thì mình sẽ sử dụng bên phải nha. Và đây là thời gian, mình sẽ bấm là 20 giây, 20 phút nha, 30 phút, 40 phút. Rồi. Mình bấm cái nữa nó quay về 20 phút. Mình đang chọn ở chức năng A, B, C. Mình sẽ xem cái chức năng massage hoặc là cái chức năng là giống như châm cứu, hoặc là nó có nhiều kiểu chức năng khác nhau thì mình chọn cái nào mình cảm thấy thích nha. Thì nếu mình như cô chú anh chị mình á, làm việc ngồi nhiều, hoặc là đặc biệt các bạn mà văn phòng ngồi trên máy vi tính nhiều sẽ hay đau vai, thì cái mẫu máy này là được nhiều người sử dụng nhất, cô chú anh chị mình ha. Rồi, có gì thắc mắc thì cô chú có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới, và liên lạc để sức khỏe 60 giây sẽ tư vấn kỹ hơn và cách chọn lựa cho mình phù hợp.